Em tưởng mày có nhỉ? Bản là trường ơi. Bản đang đến trường. Bản đang đến trường. Anh đi luôn. Quý khán giả thân mến, cùng được đến với những diễn biến ở giải bóng đá sẽ đối đầu với các cầu thủ Thiệu Duy. Bước tiếp vào vòng đấu bán kết của cả Thiệu Duy lẫn 88 viên Lê Văn Hưu. Cú đá từ xa khá nguy hiểm. Tình huống dứt điểm là của cầu thủ số 7 của Phạm Ngọc Khánh. Cú đá có ý đồ của cầu thủ mang áo số 52. Tuy vậy thì trái bóng đã được đưa đi với một quỹ đạo quá cao so với khung thành. Các cầu thủ Thiệu Duy tạo ra ngay từ những phút thiếu đầu tiên. Và lúc này họ cũng đã đem về được cho mình tương đối nhiều những cơ hội nguy hiểm. Lần này thì cú đá đi hơi cao so với cầu môn của khá tốt. Xoay người. Không vào. Lương Thành là người lấy bóng. Xin bạn, đó là Lương Thuận. Lê Lương Thuận. Lương Thuận. Khá nguy hiểm. Bóng vừa rồi từ chân của Lê Lương Thuận đã đập trúng vào con dọc khung thành. Phòng đáng chú ý đang được xuất hiện ngày càng nhiều hơn đến từ các cầu thủ Thiệu Duy. Họ đã không hề giấu giếm ý đồ của mình. Đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ Thiệu Duy. Đã có bàn thắng cho Thiệu Duy và đó là một tình huống khi mà thủ môn bên phía 88 Lê Văn Hữu dâng cao. Tình huống mà người gác đền của cầu thủ 88 Lê Văn Hữu dâng cao và Thiệu Duy đã có được cơ hội. Người ghi bàn là cầu thủ mà áo số 17, vị trí của Bùi Văn Thành. Đường chuyền không thành công. Ngọc Khánh phản công dành cho cầu thủ 88 Lê Văn Hữu. Không có quá nhiều người nhưng đây là một tình huống mà Ngọc Khánh có cơ hội đối mặt. Lê Tuấn. Lê Lương Thuận. Đường chuyền hay của Lê Lương Thuận. Qua người Ngọc Khánh. Tuyến hay. Lê Cường. Thời cơ. Không vào. Thành công của Bùi Thành. Tuyến hay. Không được. Tình huống có lẽ là đầu tiên trong trận đấu mà chúng ta cầu thủ mang số 69 sẽ là người thực hiện. Được trở lại với những diễn biến ở trong hiệp đấu thứ hai, trận đấu trong khuôn khổ lượt đấu thứ 3 vòng bảng giải bóng đá Đồng Hương huyện Thiệu Hóa tại Hà Nội năm 2024. Lương Thuận. Lê Lương Thuận mở cánh. Đức Mạnh. Côi. Không vào. Lương Thuận phản công dành cho cao thủ Thiệu Duy. Lê Lương Thuận. Lê Lương Thuận qua được hai người nhưng cú đá sau đó lại đi trượt tâm bóng của Lương Thuận. Sau đó thì không thể có một tình huống dứt đi anh. Dứt điểm thành công vẫn đang là Lương Thuận. Lương Thuận bóng đi đổi hướng và 2-0 dành cho các cầu thủ của Thiệu Duy. Vừa vào sân và ngay lập tức thì Trần Tuấn Anh đã có được bàn thắng để nâng tỷ số 2-0. Pha bóng mà Lê Lương Thuận đã làm rất tốt trước đó. Anh đi bóng lắt léo và sau đó là một cú dứt điểm căng. Bóng liên tục đổi hướng sau các điểm chạm và nó vô tình tìm đến Trần Tuấn Anh ở một vị trí quá thuận lợi. Và khi phía trước mặt của Trần Tuấn Anh chỉ còn 88 Lê Văn Hữu. Làm gì? Tiếp tục là những pha đi bóng và sau đó là cú dứt điểm rất căng. Cú đá rất căng và cũng vô cùng hiểm hóc hướng vào góc cao khung thành. Và số 7 của Thiệu Duy đó là Lê Lương Thuận. Cú đá từ xa và bóng đập vào xa cao khung thành. Cú đá có 3-0 dành cho cao thủ Thiệu Duy. Đường chuyền trước đó là rất vừa tầm của Lê Văn Tuấn. Và pha ra chân vừa rồi là không chê vào đâu được.
Tuấn hả? Đỏ đỏ. Anh mà. Cú đá cực kỳ gọn gàng và nó đã khiến cho thủ môn của Lê Văn Hiu phải thêm một lần nữa vào lưới nhận bóng. Mặc dù anh đã nỗ lực để có thể chạm được quả bóng. 4-0. Ngọc Cường lần này tới lượt Ngọc Cường là người lên tiếng. Các cầu thủ bên phía Thiệu Duy vẫn đang thể hiện rất tốt trong ngày hôm nay. Tỷ số hiện tại đã là 4-0 rồi. Mọi chuyện vẫn còn ở phía trước nữa, thời gian của trận đấu chưa khép lại. Ta thấy bao nhiêu bàn thắng nữa. Ngọc Cường đường truyền cho Lương Thuận. Lương Thuận vẫn không được. Rất tốt. Côi không vào. Ngọc Cường. Ngọc Cường làm gì? Ngọc Cường trong khe tốt. Ngọc Cường bóng không chạm vào chân của cầu thủ Mao số 16 và bàn thắng là của Ngọc Cường. Và ông bà Trần Công Bình cũng đã băng cắt và khiến cho thủ môn Ngọc Khánh bên phía Lê Văn Hiu được có đôi chút những sự giật mình. Lại mất bóng. Côi! Lần này thì không biết là bàn thắng sẽ tính cho cầu thủ Mao số 16 Trần Công Minh hay là tính là một quả phản lý nhà. Cú đá rất căng, bóng đập trúng cột dọc và nảy lại người thủ môn Ngọc Khánh bay vào gôn. Đã hay lại còn may. Sẽ không trở nên quá thấp. Nhưng cú đá phạt lần này vẫn Văn Thắng. Lê Văn Thắng. Đường truyền sau đó đã bị bắt bày nhưng vẫn đang là cao thủ của đội áo đỏ. Không có hat-trick dành cho Trần Tuấn Anh. Tuyến Hải. Cú đá ngay. Và như vậy là hiệp đấu của chúng ta sẽ không có bất cứ một phút bù giờ nào. Quý khán giả thân mến, chúng ta sẽ cùng chào tạm biệt nhau tại đây và xin gặp lại quý vị sau đây ít phút để đến với những diễn biến trong trận đấu tâm điểm của lượt trận này. Trận đấu trong khuôn khổ bảng B giữa hai đội bóng đang dẫn đầu của bảng đấu. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.